Nào, xin chào quý khán giả nhỏ tuổi. Hãng Stop Motion xin trân trọng giới thiệu với quý khán giả nhỏ tuổi. Đây là bạn Goku. Đây là bạn Goku mà trong truyền thuyết các bạn đã biết. Nhất là các bạn thiếu nhi. Các bạn đã biết Goku chưa? À, biết rồi đúng không? Đây là niềm ao ước muốn trở thành Goku trong tương lai của các bạn. Đây, các bạn thấy bạn Goku này. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bạn Goku nhé. Đúng, bạn Goku rất là ảnh diện, rất đẹp trai đúng không nào? À, bạn Goku. Đây là bạn Goku. Đó, gương mặt của bạn Goku rất là bảnh trai. Đây là niềm ao ước của tất cả chúng ta. Đó, bạn Goku. Và đây, các bạn biết đây là gì không? Đây là vũ khí rất lợi hại của bạn Goku. À, bạn Goku có một vũ khí rất lợi hại, được xem gọi là thiên thạch. Cái thiên thạch này nó có thể phá hủy hàng trăm, hàng ngàn ngọn núi trong tích tắc. À, đây là vũ khí tối thượng của bạn Goku. À, nó đã theo bạn Goku trên suốt cuộc hành trình chinh phục thử thách. Ghê chưa? À, và tiếp theo giới thiệu đến các bạn thứ nhì, đây là bạn Gohan. Đó, bạn Gohan. Đó, bạn Gohan thấy đẹp trai chưa? Đấy là bạn Gohan, tức là người bạn rất thân thiết của bạn Goku hồi nãy. Người này có một sức mạnh phi thường mà niềm ao ước của chúng ta là muốn trở thành một bậc gì, một bậc võ sĩ trong tuấn võ lâm. À, bạn Gohan, bạn Gohan rất là nổi tiếng. Và chúng ta ao ước muốn trở thành một huyền thoại, một chiến binh như bạn Gohan. Đó, đây là bạn Gohan. Và đây cũng là một vũ khí rất là tối thượng của bạn Gohan. Mà nó đã đi theo bạn Gohan suốt một khoảng thời gian rất là dài. Và bạn Gohan đã sử dụng những vũ khí này để chiến đấu chống lại kẻ thù. Người chưa? Và tiếp theo, Stop Motion xin giới thiệu với các bạn thiếu nhi, các bạn nhỏ. Đây là Body Gun Chain. Body Gun Chain rất là đẹp trai. Tương truyền rằng anh là một cậu bé nghèo, nhưng với lòng đam mê học võ thuật, anh đã tìm sư học đạo và đã luyện cho mình những môn võ công, những môn võ thuật rất là hiện đại. À, và trở nên nổi tiếng trong chốn võ lâm. Đó, gương mặt quanh. Đó, các bạn thấy chưa? Và nói rằng, trong cuộc đời chinh chiến quanh, kẻ thù nhìn anh là vô cùng khiếp sợ. Ok. Và tiếp tục, Stop Motion TV xin trân trọng giới thiệu với các bạn thiếu nhi. Đây là bạn Robot Dummy 13. Robot Dummy 13 là một chiến binh mà từ trước tới giờ đã gây cho kẻ thù biết bao nhiêu nỗi sợ hãi. Đó, ghê quá. Đó, bạn Dummy 13. Đó, bạn Dummy 13 rất là dữ. Đó, Dummy 13. Bằng Dummy 13. Đây, đây, giới thiệu với các bạn, đây là thanh kiếm mà vũ khí này đã giúp cho Dummy 13 chiến thắng biết bao nhiêu kẻ thù. À, gọi là thanh trường kiếm, có nghĩa là thần kiếm độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Và đây nữa, đây là một vũ khí, đây là một khẩu súng trường mà Dummy đã dùng nó để chiến đấu chống lại kẻ thù. Một thứ vũ khí mà là gì? Gây sát thương rất là cực kỳ
cực kỳ nhạy bén, đã gục biết bao nhiêu đối thủ. Đây nữa, đây là một khẩu súng trường khác, mà đây là một thuộc loại dạng vũ khí là hiện đại bậc nhất. Đây là một thanh đao nhỏ, thanh đao này có thể ám sát một lúc hàng trăm hàng ngàn tên địch. Tiếp theo, đây là giới thiệu với các bạn. Đây là bản Dummy Robot Dummy 13 vàng. Đây. Đó. Thấy chưa? Cơ thể của anh rất là dị, rất là cường tráng. Đó. Anh đã từng giàu sanh ra tử dưới Dummy xanh hồi nãy. Dummy xanh hồi nãy. Đó. Với bản tính kiên cường, liều lộn, anh đã giết bao nhiêu và trở thành một chiến binh huyền thoại trong làng Dummy Robot 13. Và đây, một chiến binh khác, đó là Dummy Hồng. Đó, Dummy Hồng. Các bạn thấy chưa? Ghê chưa? Đó, ghê chưa? Dummy Hồng. Đây là một chiến binh huyền thoại khác trong làng Robot Dummy thế kỷ thứ 13. Với sự xuất sắc, trái tim nhạy bén, đầu óc tỉnh táo, anh là một chiến binh được xem là phi thường trong các loại Dummy thời hiện đại. Đây, giới thiệu các bạn, đây là một chiếc áo khoác của chiến binh Lohan. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mà cái áo khoác này, nó là một thứ bảo vệ, một vũ khí bảo vệ cho anh, chống lại kẻ thù. Và nó đã theo anh trên suốt cuộc hành trình chinh chiến với kẻ thù, bảo vệ lãnh hải. Đó, đây là niềm mơ ước của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ trở thành một câu hèn huyền thoại. Đua nào! Và đây là áo giáp của bạn Goku. Đó, đây là một chiếc áo giáp huyền thoại được làm từ lông lụa trên thiên đình. Nó đã giúp cho bạn Goku hành tẩu giang hồ và khiến bao nhiêu kẻ thù phải khiếp sợ. Và đây là chiếc áo giáp của chiến binh đây là chiếc áo giáp của chiến binh Body Cool Chain. Cái áo giáp này được may từ một lớp lụa được dệt thành trên sa mạc Sahara và đã từng tu luyện cho Body Chain một sức mạnh khủng khiếp để chiến đấu bảo vệ nhân loại trong tương lai. Quá tuyệt vời, ghê chưa?